Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Kiến thức máy tính 24 giờ. Thì hôm nay mình nhận được một cái PC máy tính để bàn các bạn. Khi mở lên thì nó hiện cái thông báo lỗi như trên màn hình nè. Bạn để ý cái lỗi nha. Smart fail. Nó warning cho mình là backup dữ liệu và thay cái ổ cứng nè các bạn. Đó, nhớ cái lỗi này thì chính xác, khi gặp cái lỗi này thì 100% là hư ổ cứng nha các bạn, thay ổ cứng mới nha. Thì để dẫn chứng cho cái việc hư ổ cứng á, mình sẽ minh họa nha, mình sẽ kiểm tra xem, mình sẽ dùng chương trình mình kiểm tra để chứng tỏ là nó đã bị hư ổ cứng nha các bạn. Giờ mình rút tất cả dây cáp nguồn và cáp SATA của cái ổ cứng ra nha. Đó, khởi động lại. Mình thấy khi mình khởi động lại á, đó, mình đang khởi động lại đây, nó không có báo cái lỗi nữa, nó vào thẳng trong BIOS luôn nha các bạn. Vào trong BIOS này là nó không tìm thấy cái hệ điều hành để boot á, khi mình rút cái ổ cứng ra đó. Nó không có báo cái lỗi smart giống như lúc nãy nữa nha. Giờ mình thử mình gắn cáp nguồn và cáp SATA trở lại nha các bạn. Mình gắn để mình test lại cái ổ cứng này nha. Đó, giờ mình sẽ dùng cái USB. Cái USB này thì ở những cái video trước mình đã có hướng dẫn các bạn cách tạo đó. ANHDV boot nha các bạn. Những cái video trước mình có hướng dẫn á, bạn vào trong phần video bạn tham khảo nha. Với một cái USB này thì mình có thể mình xử lý tất cả những cái tool, hầu hết những cái tool, những cái sự cố máy tính nha các bạn. Bạn nên tạo cho mình một cái USB nha. Giờ cắm vào trong cái cổng USB á. Rồi, mở máy lên. Khi mở máy lên á, mình sẽ bấm cái phím chức năng để boot từ USB nha các bạn. Tùy theo dòng máy mà các bạn chọn cái phím cho phù hợp nha. Đó, khi mình bấm boot phím F8 để boot vào USB á, nó hiện nó chạy thẳng vào trong BIOS nè, trường hợp này nè. Đó, mình lít vào boot menu. Nó sẽ hiện lên một cái boot menu cho mình chọn á. Mình chọn boot từ USB nha các bạn. USB mình là Toshiba đó. Mình chọn cái dòng Toshiba nha. Mình vào trong WinBE nha các bạn. WinBE. Vào trong WinBE để mình vào trong cái application, cái ứng dụng đó. Mình test cái ổ cứng nha. Vào Win10BE nha các bạn. Đó, nó bắt đầu nó load WinBE lên. Cái USB boot này ở phần trước mình đã hướng dẫn rồi nha. Đó, nó đã vào trong WinBE rồi nha các bạn. Bạn thấy có rất nhiều cái chương trình nè. Chương trình để xử lý cái khắc phục sự cố của lỗi của máy tính á. Mình test, kiểm tra vân vân. Có rất nhiều chương trình bạn có điều kiện bạn tham khảo nha. Bạn chú ý cái phần mềm là Return Info Disk. Cái phần mềm này là để kiểm tra cái ổ cứng bị bét hay không nha. Return Disk Info nha các bạn. Return Disk Info. Sử dụng phần mềm này để kiểm tra xem cái ổ cứng thật sự nó đã hư hay không nha. Đó, khi mình mở cái phần mềm lên, bạn thấy màu đỏ hiện lên báo bét là ổ cứng này bị hư nha. Bét ngay số 05 á, tức là ngay cái dòng số 5 ở phía dưới các bạn, nó bị đỏ nha. Khi nó bị đỏ thì chứng tỏ ổ cứng bị bét rồi, bị hư rồi, và nên thay nha các bạn. Trường hợp mà nó good thì nó sẽ là màu xanh, nó để chữ good, sức khỏe tốt. Hoặc là màu vàng là warning là ổ cứng sắp hư. Còn đây là màu đỏ là bad, là ổ cứng này hư luôn rồi nha các bạn. Vậy chứng tỏ là cái ổ cứng này bị hư. Ngay từ đầu gặp cái lỗi đó là mình thay ổ cứng luôn nha các bạn. Đó, bây giờ mình thử mình gắn một cái ổ cứng mới. Ổ này là ổ SSD, dung lượng nó là 120GB nè. Mình gắn vào, mình test thử. Mình test thử cho các bạn thấy là mình got win vào trong cái ổ cứng này. Để xem nó chạy thẳng vào, nó có xuất hiện cái lỗi đó hay không nha. Đó, gắn cáp nguồn và cáp SATA vào cứng mới. Mình mở bật nguồn lên. Mình vẫn dùng cái USB boot á. Mình vào trong USB boot nha các bạn. Đó, cái Toshiba của mình đó.
Chọn JB Boost nha. Tiếp tục vào trong WinBE giống như lúc nãy nha các bạn. Vào trong WinBE. Chọn luôn Win 10BE nha, 64 bit nha. Làm y chang như lúc nãy đấy, mình vào mình test cái ổ cứng kia đó. Đó, nó bắt đầu nó load vào trong WinBE nha các bạn. WinBE này giống như một cái window thu nhỏ để cho mình dễ làm việc nha. Trong cái WinBE này nó rất nhiều cái ứng dụng, rất nhiều cái chương trình. Các bạn có điều kiện bạn tham khảo nha. Đó, giờ mình thử mình vào lại cái chương trình Return Disk Info nè. Chạy chương trình này thử xem cái ổ cứng này, ổ cứng mới gắn vào nè, nó sẽ show lên như thế nào nha các bạn. Đó, bạn thấy không, cái ổ cứng mới, ổ cứng sức khỏe tốt thì các bạn gắn vào nó sẽ báo cái tình trạng sức khỏe là good 100% nè. Lúc nãy nó báo bad là nó đã hư rồi nha. Khi nào nó trạng thái màu vàng là warning á, chuẩn bị hư á. Đó, bạn thấy ở dưới á màu xanh hết nha, không có cái mục nào màu đỏ hoặc là màu vàng nha các bạn. Khi nó màu đỏ thì ổ cứng hư, bạn nên thay ổ cứng nha. Còn khi nó màu vàng là nó cảnh báo ổ cứng này sắp hư, bạn có cái phương hướng để backup dữ liệu nha các bạn. Giờ mình vào trong cái chương trình partition để mình chia ổ đĩa nha. Ổ đĩa mình mới gắn vào á, nó trống, nó hoàn toàn mới nha các bạn. Giờ mình chia hai ổ nha các bạn, một ổ để got window vào và một ổ data nha, ổ dữ liệu á. Ổ window mình chia là 50GB nha các bạn. Rồi, cái phân vùng còn lại là data. Tất cả dung lượng còn lại là data nha các bạn. Sau khi chia á, mình click vào cái phân vùng C đó, mình set ACT lên nha. Và apply nha các bạn, nhớ set ACT nó mới chạy nha các bạn. Ở chuẩn legacy á, ở đây mình làm theo chuẩn legacy á. Set ACT cái phân vùng godwin, phân vùng cài win lên thì lúc đó nó mới chạy được nha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng chương trình god. Chương trình god á, đó. Mình sẽ god cái bản Windows 10 vào trong cái ổ cứng này nha. Ở trong video mình cũng có hướng dẫn god, ở đây mình sẽ lướt nhanh qua phần này nha các bạn. Bạn có nhu cầu god thì các bạn vào trong phần video của mình, vào kênh của mình, chọn cái video god nha, có hướng dẫn god win 10 win 7 đầy đủ nha các bạn. Sau khi god xong mình khởi động lại cái PC nha. Đó, khởi động lại cái PC. Ở bước này các bạn rút USB ra được rồi nha các bạn. Khởi động lại cái PC xem thử coi nó có vào win hay không nha, hay còn báo lỗi như lúc nãy nha. Đó, nó bắt qua cái lỗi, nó vào thẳng trong Win nha các bạn. Bắt đầu nó load cái Windows 10 vô đó. Đó, nó vào thẳng trong Win 10 nha các bạn. Vậy là nó bắt được cái lỗi đó. Thì chứng tỏ khi gặp cái trường hợp báo lỗi như lúc nãy á, thì các bạn thay ổ cứng liền nha các bạn. Ở đây là mình minh họa, mình dẫn chứng cho các bạn thấy cụ thể như thế nào nha. Đó, ok. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.